Chào các gia đình tham gia chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức. Tôi là Minh Sơn, đầu bếp. Hôm nay tôi chia sẻ cái món gà nấu nấm này cũng là một món trong chương trình để mà các mẹ và bé cùng thi. Đó là món gà nấu nấm. Nguyên liệu gồm có tiêu 1g, đường 5g, hắc xì dầu 5g, nước tương 20g, dầu hào 25g, bột bắp 5g, mình có một ít ngò để mình trang trí khi xong món, hai cái đùi tỏi gà 250g, mình có 4g gừng lát, 3g tỏi, 3 cây cải thìa, nếu mà to thì các bạn cắt ra làm 6 là cũng vừa. Và đặc biệt ở đây tôi có xài nấm đông cô hiệu Rica. Và mình có thêm nửa lít nước, các bạn dùng thêm nước dùng thì quá tốt. Rồi bây giờ mình bắt đầu phần sơ chế nguyên liệu. Tỏi thì mình chỉ cần đập cho dập để khi mà mình nấu cho mau ra hương thơm. Cải thìa sau khi các bạn mua về rửa sạch thì mình tời nó đi một chút cho nó gọn đẹp lại. Trước tiên mình cắt ngang, xong mình cắt xéo hai bên. Và sau đó cắt làm đôi, thế là xong. Riêng cái phần nấm Rica này do là trồng theo công nghệ hữu cơ, công nghệ sạch, cho nên là các bạn đem về mình chỉ cần cắt chân bỏ. Còn riêng bạn nào muốn giữ chân đó thì cũng vẫn được. Và nếu mà bạn nào kỹ lưỡng hơn nữa, cùng lắm là mình chỉ đưa vô vòi nước và xịt sơ qua mà thôi. Sau khi mình sơ chế nguyên liệu xong, bây giờ mình tiến hành mình bắt đầu là mình nấu món gà này ha các bạn. Do cái nấm Rica này rất là nhiều chất dinh dưỡng nằm bên trong nấm, các bạn nên mở lửa lớn cho chảo thật là nóng. Mình áp chảo nó cho chủ yếu là săn hai bên bề mặt lại. Và mình nếu bạn nào thích dùng dầu thì dùng, còn đây là tôi chỉ dùng chảo nóng để giữ. Sau khi các bạn thấy chảo nóng, mình bắt đầu mình cho nấm vào, mình áp chảo nó. Song song đó các bạn áp chảo cải thìa luôn. Sau khi mà thấy ráng vàng một mặt thì các bạn lật mặt nó đi. Cải cũng vậy. Cách làm đối với nấm và cải, cách làm này thì là chủ yếu là làm cho nấm giòn mềm, còn cải thì lại giòn và ngọt. Và sau khi các bạn để thấy kỹ là nấm mình nó hơi teo lại một chút xíu là được rồi. Sau khi được rồi thì mình ra dĩa mình để đó. Sau đó mình bắt chảo lại tiếp và bắt đầu mình chuẩn bị mình rán gà. Và sau vàng khi vàng một mặt thì mình lật mặt. Và tiếp theo bắt đầu mình cho gừng lát, tỏi vào cho thơm. Rồi sau đó khi mà thấy vàng đều hai mặt là mỡ gà nó tiết ra một chút á, mình bắt đầu tiếp tục mình cho nước. Và sau khi cho nước vào xong thì tôi bắt đầu là tiến hành nêm nếm. Trước tiên tôi sẽ cho dầu hào, sau đó đến nước tương, tiếp tục là hắc xì dầu, đường. Và sau khi nêm nếm hết gia vị, các bạn nhớ mở lửa nhỏ xuống, mình đem từ từ cho thấm vào gà. Và sau 30 phút các bạn để ý giùm, thấy nước sánh lại á, và mình dùng tăm nhọn mình xỉa đó. Nếu mà không thấy nước màu hồng ra có nghĩa là thịt chín. Và bạn nào muốn thịt mềm hơn á, thì mình có thể rim thêm nữa cũng không sao. Do nấm cần thấm gia vị cho nó ngon cho nên tôi sẽ cho nấm vào. Và bây giờ mình cho gà ra trước, sau đó tới nấm. Riêng phần cải này tôi muốn là còn giòn, thành ra là tôi không cho vào thấm sốt, mà chủ yếu là rưới sốt lên thôi là đủ. Và bây giờ mình sẽ pha một ít nước vào bột bắp này để mình đánh cho cái sốt nó sánh lại một chút xíu. Bây giờ mình sẽ cho một tí nước vào bột, và các bạn nhớ mình cho ít nước thôi để cho bột nó đặc nha. Và các bạn đánh tan đều hết bột. Và khi các bạn thấy sốt nó sôi, mình cho một ít nước. Và mình chỉ đánh nhẹ thôi cho nó sánh sánh lại là được rồi, chứ không cần đặc lắm nha. Rồi thế là món sốt của mình đã xong. Và bây giờ tôi sẽ rưới sốt vào đây hết. Bây giờ mình sẽ cho một ít ngò và một ít tiêu lên cho nó lên hương thơm là xong. Thế là món gà nấu nấm đã xong. Chúc mẹ và các bé hoàn thành tốt bài thi.